Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Ây giờ ơi, bảo đi ra ngoài quay mà ở Đức tháng này mà các bạn biết không? Bây giờ ngoài trời có 12 độ C thôi, lạnh lắm mà lại gió nữa trên. Mình lười ra ngoài, mà đi ra ngoài đi quay cảnh thì cũng chẳng có cái cảnh nào hơn, quanh đi quẩn lại chỉ thế thôi. Và ngồi nói chuyện với các bạn thì cũng chán. Trời ơi, khi mà già chả biết là làm như thế nào được. Thì có mỗi một cái cây phong lan này nó đang rụng hết cả lá rồi đấy, ra hoa rồi. Mà không có để thì trông cái màn hình nó trơ lắm, nó xấu. Thì hôm nay mình có một cái chủ đề về tiền. Thì nó có rất là nhiều kiểu quan niệm về đồng tiền. Thì trước khi đi vào chia sẻ, không quên gửi lời kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Và nhớ, ôi thôi thôi chả nhắc nữa, nhắc các bạn có trò đâu, chán lắm. Lúc nào cũng thích like với trả lời lối. Thì câu nói cửa miệng thường nói là tiền để làm gì, tiền chết có mang đi được đâu. Nhưng không có tiền thì cũng không sống được. Và càng những người nói như thế càng tham và càng cần rất nhiều tiền. Thì định nghĩa về đồng tiền, các bạn thấy những người nhiều tiền và giàu có sướng không các bạn? Giàu và nhiều tiền thì có sướng không? Chưa chắc đã sướng. Và cái cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc hay không cũng không phải là vì giàu hay nghèo, nhiều tiền hay ít tiền, mà nhiều tiền chưa chắc đã là sướng. Người ta đã nói rồi, nhà giàu cũng khóc đấy, như cà phê Trung Nguyên đấy, tiền nhiều để làm gì, rồi cuối cùng hạnh phúc vẫn tan. Có những đôi vợ chồng cái lúc mà còn nghèo đói hàn huyên thì có nhau, bên nhau hạnh phúc, nhưng đến lúc có tiền có của rồi thì sinh tật, chồng sinh tật, thậm chí có khi vợ cũng sinh tật, thích đi ăn phở chán cơm trong nhà, rồi sinh ra nhiều những cái thói hư tật xấu, cờ bạc gái gẩm. Cho nên rất nhiều, có mình đã nghe có người nói là người ta không muốn mua xổ số, bởi vì có người trúng xổ số cái lúc mà nghèo lắm, ao ước chỉ thích trúng xổ số, nhưng khi trúng xổ số rồi còn nghèo hơn trước, còn nghèo hơn cái lúc mà chưa trúng xổ số, nghèo hơn cái lúc cuộc sống bình thường. Thì mình cũng không hiểu tại sao. Người ta nói rồi đấy, đồng tiền là đồng bạc. Thì có thể là những cái đồng tiền mà tự nhiên ấy, đây là người ta cũng trúng được, chứ cũng không phải là người ta ăn trộm ăn cắp gì, nhưng mà nó gọi là cái tiền 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 trời cho, hay là tiền mình có thể ví là tiền trời ơi đất hỡi, tiền gì thì nó cũng không được may mắn hay sao ấy. Rất nhiều trường hợp trúng xổ số, không xảy ra cái nọ thì xảy ra cái kia. Trên có người người ta bán xổ số, nhưng người ta nói là người ta không bao giờ mua xổ số và người ta cũng không mong trúng xổ số đấy các bạn. Thì ngay cả những cái cuộc sống bình thường cũng thế, nhiều khi cứ nói là tiền nhiều để làm gì, chết không mang đi được. Càng những người như thế, càng càng những người tham, mà tham này còn không phải là tham của mình, mà lại muốn tham của người. Tiền của mình thì không bỏ ra, nhưng thấy người ta có thì cũng muốn người ta cho, và người ta không cho, hoặc là người ta cho người hơn người kém thì mắt na mày lém, xong người khó chịu tức bực. Thế mình thì nghĩ trong của mình có cho ai không mà cứ đòi người ta cho mình. Người ta bảo của là của, xin là của lo,
cái gì của cho được của nợ, đồng tiền mình làm ra mồ hôi nước mắt trong sạch là hay nhất. Còn cái đi ngóng của người ấy mà người ta có cho ấy thì nó cũng không được là bao, bởi vì người ta làm mồ hôi nước mắt chứ, người ta có hai lá cây nó rụng ở trên 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 cây xuống mà vơ mà nhặt mà cho được đâu. Nếu mà vơ nhặt cho được thì người ta cũng tự nhặt trước mình ấy. Thế là có nhiều người, có rất nhiều người các bạn thấy đấy, bố mẹ chém giết nhau tranh giành nhau về đất cát về nhà cửa, bố mẹ và con cái con ruột ấy, mà tranh giành với cha mẹ, với anh em thì là chuyện bình thường rồi, nhưng mà với cha mẹ kiện tụng nhau để tranh giành đất cát. Rồi nhiều người chỉ có vì có việc tiền Việt Nam nhé, chỉ có 20 triệu thôi mà anh em mâu thuẫn từ mặt nhau. Rồi các bạn biết không, cái có rất là nhiều cái mình đã được đọc được nghe đấy, có trường hợp ấy. Nhiều, nhưng mà mình nêu cái trường hợp này là trường hợp điển hình. Một cái cô này thì đi sang Mỹ, bởi vì gia đình ở Việt Nam ấy thì cũng khó khăn, cũng nghèo, cũng không có tiền. Cho nên là cô ấy đi sang Mỹ được là cô cố gắng, cô phấn đấu, cô ấy làm. Rồi gửi tiền về cho giúp đỡ gia đình, anh em, mọi cái, giúp đỡ nhiều lắm, tham lắm, cho nhiều lắm. Mà cái trường hợp mà ở đi nước ngoài mà làm tham làm để có tiền giúp đỡ gia đình thì nhiều, rất là nhiều, mà ngay bản thân mình cũng có, mình cũng thế. Thì giúp đỡ anh em thì cô ấy giúp đỡ xong rồi là không biết là chị gái này em gái nhỉ, ganh tị, người nhiều người ít, rồi giận dỗi, rồi bắt cái cô này là làm giấy tờ bảo lãnh đi sang Mỹ. Các bạn thấy có ngược đời không? Bản thân cô ấy có giúp được anh chị em không? Mà cô ấy lệnh cho người ta như là cô ấy như là mẹ người ta ấy, tự người ta cảm thấy người ta giúp thì người ta giúp, còn đừng có nên đòi hỏi như thế. Và nhiều khi cô ấy cố gắng, nhưng mà đến lúc cô ấy về, cô ấy nhìn nhiều người nhé, đi thì cứ nghĩ là cuộc sống của mình là sung sướng, nghĩ thương đến người ở quê, ở Việt Nam. Đến lúc về thấy người ta, mặc dù kinh tế người ta không có, nhưng người ta ăn uống rất là sung sướng, người ta hưởng thụ, người ta không có lo nghĩ, không có giúp đỡ ai cả. Người ta chỉ biết bản thân người ta thôi. Ví dụ nhiều khi ấy là, ví dụ trong một gia đình nhé, thì cái người nào mà khá giả, còn cái người kia có một người ấy là nghèo túng, và mà bố mẹ hoặc là anh em người ta cho, người ta giúp đỡ được đồng nạ, được ví dụ cho giúp đỡ cái người mà ít tiền ấy, nghèo ấy, thì cái người giàu ấy bắt đầu nhảy lên, mắt to mắt bé nhảy lên, ghen tị. Ô kìa, người ta mình đã có rồi thì thôi, cái người ta chưa có, người ta không có thì để nhường cho người ta, anh em ruột chứ đi đâu mà có phải người ngoài đâu. Nhưng mà không, rất là tham rồi á, ganh tị. Rồi người thì mua nhà mua đất không đứng tên được, nhờ anh chị em đứng cho, cũng chiếm, cuối cùng cũng chiếm đoạt luôn, chiếm đoạt tiền của anh, của cái người ta ở nước ngoài. Mà các bạn không đi nước ngoài các bạn không biết, nhưng mà không biết thì không biết chứ, người ta cố tình không biết thôi. Chứ ngày xưa thì bảo khó, chứ bây giờ thông tin đại chúng rất là dễ dàng, người ta chia sẻ rất là nhiều. Đi nước ngoài vất vả,
tham làm, thậm chí hai ba chóc để kiếm tiền giúp đỡ gia đình rồi cho bản thân. Nhưng ở Việt Nam ấy, người ta làm thì ít, chơi thì nhiều. Mình nói thật, không phải nói xấu Việt Nam, mình thấy thế thật. Thế là làm thì ít, chơi thì nhiều, thích người khác cho, của mình thì không bỏ ra. Như người Đức này, người ta này, làm ra làm, chơi ra chơi, không có giờ cao su, hoặc là làm một ngày thì làm được mấy tiếng thôi, còn này, thời gian chơi là chính. Thì cũng mình nói đến người Đức ấy, người ta làm ra làm, nhưng thậm chí người ta làm, nhưng mà đến một đợt ua lau là người ta hết tiền, một đợt đi du lịch đấy. Thế thôi, người ta làm ra làm, chơi ra chơi. Nhưng mà người Việt mình thì chơi suốt ngày, làm ít, mà cũng thích đi du lịch, thích đây thích đó, nhưng mà tiền thì không có, cứ ngóng cái tiền của nước ngoài. Khi mà cô ấy về rồi thì cô ấy mới nhìn thấy cái cuộc sống ở Việt Nam ấy, là cái cô, không biết là cô em hay cô chị kia đòi hỏi ấy, thì cuộc sống của cô ấy là quá sướng, mà cô ấy không thể làm theo cái yêu cầu, không thể theo cái đáp ứng của cô em kia được, quá đáng. Xong rồi là không làm giấy tờ bảo lãnh sang thì là từ, nên là tất cả mọi cái từ trước cái này là cô kia giúp đỡ, cô cho trách là chấm hết, vứt hết. Ok, thì cái video này mình chỉ kể chuyện, chia sẻ cùng các bạn về đồng tiền như thế nào. Và bây giờ mình xin dừng video đây nhé. Ôi dồi ôi, hết cả video đăng chưa ăn sáng này, mà cố gắng đăng, làm một cái, tranh thủ làm cái video để đăng không ấy. Bởi vì mỗi ngày mình đăng một video. Em mong các bạn ủng hộ nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.